Rồi, mừng đi mừng hôm, màn ảnh nhỏ của Bình Trần rất vui khi được phục vụ cả nhà nha. Ảnh đầu tiên xin cho phép Bình Trần gửi đến cô dì chú bác và toàn thể anh chị em lời chúc sức khỏe và lời chào thân thân nhất nha. Đi săn đêm cùng mình các bạn ơi. Đồng hành cùng mình là anh Tư nha. Chào các bạn anh Tư ơi. Chào các bạn. Đeo khẩu trang coi cho đẹp trai coi. Sợ phải đeo khẩu trang mới được. Covid đầy quá trời Covid rồi. Đi ra ngoài đồng ngoài ruộng thì nó an toàn mà không sợ, tới ra đây mà còn chưa kéo cái khẩu trang xuống nữa. Đi ra khu vực kia á. Đi ngang á hả? Hồi hộp á. Hồi hộp. Giờ Tết nhất rồi mà vẫn còn ám ảnh ha. Ám ảnh. Rồi, đi thăm bẫy chuột bạn ơi. Rồi. Tới chưa? Tới bẫy chưa? Vậy hả? Làm cái đầu tiên cho nó may mắn cả năm coi. Chúc các bạn năm mới vạn sự như ý nha, tấn tài tấn lộc tấn bình an nha. Vô cái đầu tiên là vô cái tấn rồi nè, lụm ngon lành canh chánh dính đó có đường ngoài luôn. Ồ này khai trương cái này mới luôn hả ta? Trời ơi vậy hả? Trời ơi sao lại cái miệng này gần đây luôn vậy? Nên sao sâu vô đây, bỏ đây một ô nè, tao bỏ vô 2 ô đi. Là nhận xuống là xong rồi nè ông ơi. Biết rồi nhưng mà bỏ vô sâu một tí. Kéo đít ra chút, kéo đít bỏ không ăn chút. Ý em nói là anh bỏ con ô này bỏ vô 2 ba ô đi ha, vô. Bỏ ô ngầu luôn. Chờ bỏ gì đó hả? Mày coi tên. Đây luôn nè, nhận vô là lụm các bạn. Đúng rồi, ảnh cũng lợi dụng cái gốc này anh làm luôn, cũng được, một người một ý ha. Im. Ngon. Hôm nay đầy tụng này được anh ha. Kệ đó. Trời ơi, quẩy cái quai quẩy rồi kìa. Ồ dữ dằn ha. Dễ luôn á. Ồ dữ dằn, cái quai này là gánh cả 300 kg chuột còn đứt nữa. Cẩu xi măng nó trời, cẩu là 50 bao đó. Mình nổi không? Có lý ha. Rồi, tới cái bẫy tiếp theo mình sẽ quay bạn xem nha. Anh đặt thưa bạn ơi. Anh nói bữa nay là chuẩn bị tinh thần là sạc háng với ảnh đi. Nay anh đặt nhiêu cái? 100 cái. 100 cái đi sạc háng nha. 100 cái dính chừng 4 tụi con cũng được đó. 4 tụi con cũng được. Ở nhà buồn quá bạn ơi. Con đi săn chuột. Còn Nguyên. Còn Nguyên không? Còn Nguyên kìa. Vậy nó đi ăn Tết nó chưa về. Cái luồng ngon quá mà không dính. Cái thứ hai chớ quớt nè bạn ơi. Tới cái tiếp theo. Dính hoài thứ nào chịu nổi mà. Có hàng không? Hai hàng luôn. Hai hàng. Chết hàng mà trời. Vậy hả? Đâu? Trời ơi cái hàng nhỏ ấy còn sống nó ngoắt cái đuôi vậy. Ngoắt đuôi. Lông nhỏ xíu à. Con chuột bay gắn anh, chuột ngoài á. Con chuột trong này cũng chặn bự mới gắn một chút. Con này gắn không được đâu. Gắn không được. Anh em thành phố khắp này về đang ăn chuột nhiều nên đang hút anh ha. Hút hàng. Hút hàng. Kèo thôm. Kèo thôm. Mấy em gầy ăn Tết cũng không yên, đêm nào cũng đi đặt chuột hết trơn mọi ơi. 75.000 ký. 75.000 ký. Vô. Mà không có người ta dặn trước hết trơn rồi. Chiều cái mình tính ở nhà mà nói đi đặt đi mai bán cho tao 2 kg, buộc phải lội nữa bạn ơi. Ủi hả? Ủi nè. Ôi cái luồng này mình cắt cũng cỡ 10 bữa rồi, phải không? Nên chuột nó tản cư hồn vịt lộn hết trơn rồi anh ơi. Thả từ từ bắt nó sao. Vậy chứ không dính biết nói gì giờ hả? Nó chạy nó đi nó sợ quá, sợ rồi nó chạy đi mạnh quá nó tung gặp anh luôn. Hồi nãy giờ có chục cái bạn là dính có 2 con. 2 con rồi. Cái chục có rồi đó ta. Chục rồi đó. Cái gì? Đặt lên kiểu này nữa rồi nè. Động mèo hả? Đặt qua trống lật luôn. Đặt cái gì mà? Thằng kia làm con trống động quá kìa đó. Thì biết rồi để em coi. Cái này lộn mèo lên lật ngược lên, lật cái chở nó bài đó lại đi. Đặt gì luôn được không hả? Đặt gì sao được? Đặt gì đưa cái miệng xuống đất vậy? Đưa cái lộn mèo lên. Chú chuột kìa, kỳ quá. Anh báo trước mặt mình có một cái dính con mày chống lỏng cho bạn này. Đi tới chứ. Tao dòm thấy sao lúc nãy. Trời ơi, mút lên kia luôn hả? Để mình chạy thẳng cái. Tao dòm thấy mắt sáng sáng là biến nó rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ mình nha. Săn bắt các kiểu bạn ơi. Đó, mình tối nay mình kiếm 3 kg được rồi. 3 kg. Còn 3 kg 200 mấy ở nhà làm gì? Mình đi kiếm tiền. Ở nhà mình tránh Covid cũng vậy à. Ở nhà rồi đi qua lại nhìn mặt vợ con nó nói anh này nọ công kiếm chuyện mà hao sức thêm anh ha. Cái này được ha. Ở nhà má công hao sức thêm. Hao tốn sức khỏe. Con vợ nó làm cho mình hao tốn sức khỏe hả? Đi ra đây tránh Covid là tránh luôn cái vụ đó luôn. Đầu gối rung kinh hoài. Đầu gối rung kinh. Dạ chịu hết nổi vô. Vậy đó nghe chứ gần lắm nghe, khiều là có chuyện, khiều là có chuyện đó. Đừng có khiều á. Thề với thầy á, tao thề rồi đừng có khiều tôi. Khiều là chết cho tôi. Liều mạng lắm đó. Liều chứ dân liều mạng. Tới đâu tới với. Từ tới nữa, tới cái nữa mọi người. Nó nằm kìa. Có không? Đây có cái bẫy nè mà. Đâu? chân liều mạng để có dính là được. Vậy bạn ơi, người ta vào người ta ăn Tết rồi xong rồi bạn, người ta nghỉ ngơi nửa 2 tháng cũng không sao. Còn anh em mình thứ nhất là đam mê chia sẻ, với hai đó là mình cũng tranh thủ kiếm tiền bạn ơi, kiếm tiền, nói chung tranh thủ kiếm tiền một cách hợp pháp nhất có thể. Ok nha, được rồi. Nãy mấy con rồi ta, 4-5 con rồi nè, 4 con thôi, 4 con rồi bạn ơi. Lao động là vinh quang các bạn ơi. Lang thang chứ đói. Lang thang là bị đói chết luôn. Đói chết thiệt chứ phải chơi đâu. Còn mạnh khỏe vậy xin ai mà cho má, phải không? Xin nó quýnh nó mai cho đâu. Khổ lắm. Tay chân đầy đủ vậy mà xin gì? Nghe này chết rồi bạn ơi, phải không? Gụi vậy. Có này phải không? Ồ, cũng im hết ta, chín mấy cái kiền luôn. 9 ly chia vậy em chịu, đúng không? Ồ, gọi đèn xa có mắt chiếu là cái gì anh? Nó mắt sáng á. Này là đặt bẫy không có mòn nha bạn ơi. Bạn đánh đặt đường mòn không à. Này bự cái này. Bự, nó quay miệng. Cái này tạm tạm được ha. Trời ơi, nổ người ta. Con này là con chúa. À, từ giờ mình không có dính là mình nổ chứ. Không dính nó chừng dính được nổ ha. Chừng mà dính được cái đầu bạn, cái đi 2-3 cái sau chết quớt mình không có quay. Cái đi dính ly chia. Còn cái này anh làm mới làm nè. Khai trương luôn mấy cái lồng của ảnh á, người ta mua rồi người ta mượn lồng. Bạn đặt gì đó, đã không? Cái đường mòn nó đi á, đường mòn mà quen thuộc nó đi á, vậy là xong các bạn, không có mồi gì chân. Có rất là nhiều anh em hỏi mình nó ủa sao đặt mồi mà không có đặt mồi, không có mồi các bạn mà sao dính hay vậy? Thì cái đường mòn nó đi nè, ví dụ như đây, mình quay chân chạy xuống đây ha, nó chạy tối ngày sáng đêm, nó chạy mấy là thời gian gần đây rồi, nó quen rồi, ông gài lên ông đặt để gì? Cái chạy cái tẹt vô cái bẫy của ông. Bình thường nó chạy một ngày là 80 quận không sao, tới bữa nay chạy vô cái bẫy. Cái đường nó chạy thường xuyên rồi. Là đúng rồi. Chạy đã thôi mà lấy chớn chạy vô luôn à. Chạy vô luôn. Nó đâu có chịu ngưng đâu. Bởi vì lần này lần cuối cùng nó chạy cái đường mòn này nghe cái chuột. Cái lần này nó chạy đi luôn à. Chạy vô cái lồng rồi đó. Rồi, ok, đặt lại nha bạn. Cái lần này nó chạy vô lại. Có một số bạn ta bình luận ta cũng hỏi nó, hỏi xứ của ảnh á. Xứ người ta nếu mà đặt chuột mà không mồi á, đặt 3 năm để một cái bẫy mục luôn còn không vô. Thì tại vì bạn đặt mồi, bạn đặt không có đen cái đường mòn cái đó, mà đặt đại bạn để cái bẫy nó không vô. Bạn phải lựa cho cái đường mòn nó chạy. Thì bạn để cái bẫy xuống đó, vững vàng đàng hoàng là nó sẽ vô thôi. Đây nè, cái bẫy này chất quớt nè. Nó không chạy đó. Nghĩa là cái đường mòn trên đó nó chạy xuống nè. Nó có lối chạy trên đó chạy xuống. Nó chen xuống là anh để như thế này. Đó, đơn giản vậy thôi. Đó, rồi cái chạy cái tẹt xuống là nó vô. Khi có cái đường mòn cũ mới bạn, mình nhìn cái đế chút. Đường mòn cũ là đường mòn nó bị bụi bặm đống rồi, khi nhánh nhện rồi khi cây cỏ con nó mọc á. Còn cái đường mòn nó chạy thường xuyên là đâu có cây gì một nổi đâu. Vì đứng sững này vậy. Có cây cậm đâu? Không có cậm gì, trừ chân ngang đây nè. Ở chỗ này tha đế hả? Mắc hả? Khi có mấy bó hổm mình đặt để ý các bạn, không phải là mắc bẫy nó, nhiều khi có tình trạng là cái con gì anh, cái con chim gì nó bay đó anh, con diều hâu hả? Chim mèo nó lợi nó tha bẫy bạn, nó tha đây nó bỏ là đằng kia cách khoảng cỡ 5-10 thước vậy đó, nó bỏ bạn, nó tha nó bỏ đi kiếm muốn chết luôn. Cái này chết bớt luôn rồi bạn ơi, đập rồi sập rồi bạn ơi, chắc nó tung đường đít á. Cái bẫy mình đặt cũng nhạy á bạn, đặng để meo á, đặt cho nó nhạy á, mà nó tung đít cái đùng cái là nó sập liền. Ok, gài lại nha, bạn đi tới bẫy tiếp theo mình sẽ quay bạn xem nha. Đúng lấy ra là quay miệng lại là dính rồi đó ha. Quay lộn đầu. Canh á. Nhưng cuối cùng canh chất quất rồi nè. Cuối cùng canh chịch đường. Chịch lỗ. Gì lộn mèo quay vậy? Ai đặt ngựa kỹ đó. Chỉ có ông Tư mới đặt gì lộn xộn. Bẫy kỹ chơi. Đặt lộn để đặt chim, đặt đưa cái đít lên trời. Rồi, ok. Quay lại. Rồi quay qua đây rồi, giờ bị đụng lộn mèo quay ngược trở lại. Ồ, cũng tại gồm ổ ơi. Tuốt kia chạy hả? Ông này cũng chạy vô hả anh? Vô hang hả? Chạy nó đi, nó chạy vô hang rồi nó chạy ra. Trời ơi, tao có con bành cái ló đuôi kìa. Đâu? Thấy cái ló đuôi rồi. Rồi sao mà bắt được nó? Nó đâu thọt tay vô nó được, đất cứng mà. Đau lòng quá trời đó. Ở đây là cái luồng bẫy cũ của hổm nè nha anh, nghe bạn. Nó quấn rồi đó. Anh quấn rồi á. Này của hổm cái đây là những dấu bẫy cũ nè. Bữa nay anh chơi chiêu bạn ơi, anh không có xài cây lá dừa nữa mà anh chịu khó đầu tư rồi. Mắc bẫy quá rồi. Anh đầu tư cái này còn dễ mắc hơn nữa nè. Đây. Anh đầu tư cái này nè nghe mà. Anh lên lấy cái bẫy nó đi. Anh lấy cái bẫy bỏ vô đi. Trời ơi hai con má ơi. Chết con nữa hả? Nhưng hình như có nãy nó nè, con ngoài con trong nè. Cái này là kêu bằng cẩu đầu ra đau nè. Giờ dính cái mỏ không mà má ơi cẩu gì? Rồi. Dính cái chút xíu cái lỗ mũi nha. Dẹo ne cái lỗ mũi ơi. Tội nghiệp không? Trời ơi trời dính cái lỗ mũi chút xíu. Chuột sức môi. Sức môi. Chuột sức cái lỗ mũi. Sức môi. Nè bạn, ảnh đợt này em chơi lớn nha bạn, ảnh đầu tư cái này nè. Vuốt cái cây nè, trời vuốt cây đẹp quá ta. Trời cái vuốt cây này đẹp ha. Ừ, đẹp dễ mất rồi. Ừ. Cái này mà của cái cọng cây cái dây dưới này tấm dây này cắm ếch cũng ngon à. Vừa ngon đi, à. Vừa cắm bẹo ở đây cái vừa thả còn một ếch rồi cắm ếch luôn. Ừ. Ở trên này ảnh nhét cái miếng cao su này. Thì ảnh muốn ảnh nhét cao su này chứ thật ra mình lấy cái su một bề trắng các bạn, chứ một bề đỏ hoặc là bề trắng với bề vàng là tốt nhất. Mà ảnh có tận dụng mà trắng với xanh, xanh thì bằng đi mình gọi đèn nó chói nó thành màu đen nó không thấy đường, chỉ có trắng với đỏ hoặc là trắng với vàng các bạn là ok nhất. Để có cái nhà lá vườn có trắng trắng là được rồi, màu vàng á là chói nắng chói ánh sáng bằng đêm nhất, với màu đỏ mà thấy mấy cây cột chân cầu rồi không bằng đêm không, bằng đêm mấy cái chân cầu á nó làm cái nít sơn màu vàng với màu đỏ đó chói rồi. Còi cũ dùm cái đỏ không? Còi cũ lừ hết trơn nè. Cái này còi mới nè, học rồi bạn ơi. Cái này chất quất này. Còi cũ cũng lự ở trên. Thì nói chung là cái bẫy mà cái luồng mà anh đặt theo ảnh chia sẻ nha. Anh nói mà nếu có luồng cũ nè, muốn đặt lại á, gần đó đó phải lấy cái giò đạp bỏ cái luồng cũ. Chứ giống như đạp cho nó mất cái luồng cũ á, để thôi. Để thôi nó chạy lại cái luồng cũ nha bạn. Bởi vì anh đặt cặp bên thì anh sẽ đạp bỏ cái luồng đó. Hai bà con nhỏ nhỏ mà. Mấy cái bờ này có hang rồi sao mà lậu cho nổi. Hang đó đó. Anh nó còn ướt nhẹp luôn, hai chuột lừ hết trơn mà. Đây hang nó trời chuột bự bất ngờ chứ gỗ. Trời bất ngờ. Còn tụi con không. Nó chuột nhỏ nữa không? Ừ, mày chuột nhỏ mới chạy nãy nè. Chạy đó nói ra ai nữa. Ừ, đúng rồi. Hay quá ha. Nó nè. Ừ. Kệ nó cũng 2.000. Tiền không? Đó. Thổi người thổi thui cũng được hết trơn. Miễn có thổi là được đúng miếng thúi là nó chạy vô. Rồi. Chứ ở trong đó nó cũng chết sao? Thổi nó ngộp á. Trời ơi. Ok, vô. Có không? Không còn nhỏ hả? Chứ nhỏ hả? Ừ. Chiều nó không dính. Tính tắt máy rồi đó. Không thấy. Ok, chuột này cũng được anh ơi, chứ không phải nhỏ đâu. Được không? Được, chuột con cơm mà như nữa. Nhỏ à. Con phải nửa ký được mai cho mau nửa ký. Dễ ăn quá. Ừ. Chuột cơm là chuột cống kiếm nửa ký con. Mấy chuột cống nó dài viền lắm rồi. Mà chưa có được đi đặt ha. Ừ. Chuột cống thì chứ chưa lắm rồi, chuột cũng chưa có viền nữa. Vô Tân Hưng á, vô sóc mồ côi hay vô mấy cái bưng búi, bưng cái gì bên kia, bưng chớp. Bưng cà chớp, bưng búi, bưng bợ. Rồi đi xuống qua ấp Đầy Hương 1, Đầy Hương 2. Đặt xong về có mình bưng dĩa. Tiếp tục khu vực mấy người mình nói kể tên nó chuột cống mới giữ người ta. Tổng cán 1, tổng cán rồi. Tổng cán thì chuột ba dạ luôn. Ôi trời, nó thưa bảy dữ trời, không thấy cái bẹo luôn. Trăm cái không đặt vòng quanh thế giới mà. Đi muốn gã cái giò thì chứ bữa nay đang đi sựng lại là hiểu nghe các bạn. Sựng lại là lắm rồi. Nó. Trời ơi trời mình nhí 2.000 ký. Bây giờ 75.000 thì nó khoảng 5 con 1 ký. Ừ. Thì bây giờ cho nó 5 con ký đi, hiện con một con khoảng hơn 10.000 các bạn. Đúng không anh? Ừ, con 2.000 được rồi. Gì? Con hơn 10.000 còn con nhỏ này là chuột bẫy gắn là con 2.000. Ừ. Còn tính đi 5 con mà 75.000 thì bạn tính đi một con nó khoảng cỡ 12.000 các bạn. Bởi vậy có một con nó tới lụm 12.000, con lụm 12.000. 12.000 thì nè. Con này cái này không dính không có ngàn nào. Đồ này cắt lâu phải chịu không ơi. Cắt lâu là phải chịu rồi, cắt lâu mình quánh nhà mới chịu. Ê tung. Tung không? Tung. Nhà mới chơi mà cũng ngon chứ bộ à. Chính cũng ly chia này chứ bộ. Lai gai đỡ buồn. hết chuột bự các bạn ơi, mất hết rồi. Không, nói chung là chuột bự á, anh cắt gieo lúa trong vòng 3 ngày trở lại còn một con bự rồi là nó đi hết rồi. Mình cắt, cái đó là mình đã chia sẻ rồi. Trước buổi sau là mình quánh nó chuột bự còn. Mà các bạn quánh chuột bự gặt gồng là các bạn quánh chuột lúc mà lúa chưa cắt, lúa mà chuẩn bị ngậm sữa thì dính thưa, thì cái lúc đó chịu khó kiếm đường mòn, chuẩn bị ngậm sữa cho tới lộn đó, nó đỏ đuôi hơn nửa bông, chín hơn nửa bông mà nó tới chuẩn bị cắt là toàn là chuột bự không. Mà chừng nó cắt rồi ha, mà lại chuẩn bị cắt mà đỏ còn khoảng 5-10 bữa mà cắt ha, là chuột bự lúc đó là chuột nhỏ lai gai các bạn, nhỏ lai gai rồi. Rồi cắt một khi cắt cái sọt rồi bữa trước bữa sau cả 3 bữa là nó sẽ rút đi hết, vô giường vô bọng đi hết. Hay lắm, lúc đó còn lại chuột con không. Đi nữa, hành trình thăm bẫy chuột vất vả mà thú vị nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem ủng hộ mình cũng như anh em mình sang Bắc trải nghiệm các kiểu nha bạn. Đây là hành trình thăm bẫy chuột. Hôm nay có hai anh em mình cô đơn đi bạn ơi, không có chị Tư đi, chọc ghẹo chỉ cũng vui bạn, mà không có chị đi theo. Ở nhà quýnh bài không anh? Chỉ á, không có bài hả? Anh quýnh không? Trời ơi trời trời, rượu chè thì không mê, mà cờ bạc cái gú thì khoái lắm. Về là cái bẫy kỳ ấy. Bẫy gì sao? Lộn 5 ngược ơi. Trời ơi, sao nãy giờ cái tình trạng ngược này mình thấy hình như là 4 cái rồi bà ơi. Ừ, đặt ngược không nè. Có đặt kiểu này không đặt. Nó chơi là ảnh có đặt đi chăng nữa thì đặt trong này nha các bạn. Đúng rồi, chính xác. Chứ không có đặt ngoài đó đâu. Mà trong đó nó chạy ra đó. Cái lùn nó còn mới á. Chạy kiểu gì đó, mình sửa bẫy lại cho nó xem. Tung mạnh quá lật luôn á. Ừ, tung mạnh quá. Không phải tung mạnh lật luôn nội ơi, nó bên đây nè. Mà cái đó cái bẫy này bị lật là mình để đón ở đường này nha các bạn. Bên hông này nè, dài vô đây nè, nó quấn cua lăng bẫy kiểu này. Chứ không phải trong này nó chạy ra đâu. Ok, mình cứ để nguyên hiện trường cho anh để nấu thừa. Đóng mối được không? Có hàng hả? Đóng mối. Mình mới đi qua tới mấy miếng ruộng mà đi chở qua đây cái bộ anh bác nè. Này bộ anh bác hồi xưa mình có chia sẻ rồi nè. Con này có nửa ký à? Trời, con gì vậy? Đóng mối. Đóng mối. Đặt chuột vô cắn mối vô chim được không? Ông Tư này khoái mới chơi mấy cái đồ độc lạ không? Ê, ta nói ta ngon này không, ngon lắm nè. Ừ thì đó, ngon quá. Nhưng mà mình đâu có thời gian. Tao ghét luôn, vô quỷ vô thầm phải tao trơn nè. Ờ, gắn mối cũng vô mà đặt gắn cũng vô gắn mối, đặt chuột cũng vô gắn mối. Cái đó, vô ngộ vậy. Có gì như gắn mối? Ờ, thỉnh đang thịnh hành đó. Đang thịnh với gắn mối. Chuột mà phải khôn chứ. Nó đứng đầu 12 con giáp mà. Trời ơi là trời. Có hàng không? Có hàng đó, chút bữa lớn nè. Đâu. Thôi bữa nay là bỏ đảm như mini không luôn. Trời ơi trời. Dí. Trời ơi, gắn vô hai nhà. Có đỡ hơn không? 2.000. Ở nhà là có 2.000. Đúng rồi. Đi kiếm đi. 2.000, đỡ 2.000. Vui nữa. Dính mà vui. Ok nha bạn. Dính mà vui. Đừng ít con rồi bạn ơi. Ok. Thất rồi bạn ơi. Nay thất rồi. Thất rồi. Bữa nay ông về nhà là ăn muối. Bây giờ gì mà về nhà anh nói là anh bán cho thằng Nguyễn Quang Bình nó hết 5 kg rồi nha. Chứ hiện điển thôi là nó mất cỡ nó nha. Bán 5 kg thì nó chỉ về vợ khẩu tiền đâu, không có tiền nhà mất ra cái chết nữa. Trời ơi trời sao mà đó đây còn một đống lúa này giữ cho anh. Một chòm luôn nè. Chòm lúa này chưa chấm như người ta xanh ta bỏ lại các bạn. Này gà người ta cắt rồi hết trơn rồi, tự nhiên còn chòm lúa cho này xin lè nè. Một chòm này ngon anh. Mà lấy lưỡi hái cắt này ngon à. Có mấy cái gặt không ai biết đâu. Ngon à, cái này ngon à. Có gặp ở đây không? Có. Này, không biết nữa. Rồi, bữa nay ăn muối thiệt luôn rồi. Nhớ nha, nói là bán cho thằng Bình hết 5 kg rồi nha. Tiền bạc tiền Bình nó thiếu rồi nha. Bao cái Tết mà nói thiếu rồi, ngoài quê ta. Thiếu quê ha. Ừ. Cỡ chết vậy. Ừ. Nó cỡ thiệt. Nó cỡ thiệt. Chuột này cũng đỡ. Rồi dính cái đuôi. Đuôi vừa giò luôn. Vừa đuôi vừa giò luôn, con này chạy chậm quá. Nhá lên cái này cho nó vô. Con này cũng được. Cũng được. Con này chắc có 4.000 được. Con này chắc có 3 rưỡi rồi mày. 3 rưỡi. Giò nó bớt. Bớt. Vô. Thổi tình cảm ha. Thổi nhẹ. Thổi con chuột mà này nó sợ mà trong lùm nó có con nó cũng chạy xù xù ở chỗ. Nó cũng sợ. Trong lùm nó có con đó. Mới thổi phù phù cái nó chạy sột sột. Hết hồn á. Hết hồn. Nó biết hết hồn chứ bọn. Đây, nó đang đặt lại mà. Nhạy ghê ta. rồi hơi hơi là dính rồi, bởi gắn dính gắn mối nhiều lắm. Chạy ngang dính ra, chạy ngang đụng cái đuôi vô cũng dính. Ừ. Đó, đặt không cần mồi gì đâu nha bạn, thế là đặt theo đường mòn. Gì cứt gì? Ô, cứt trắng tươi hả? Nó này. Không. Thôi mượn coi coi. Cứt này cứt gì? Gắn hổ hành ta. Cứt gắn hổ hành nha bạn ơi. Nè, cứt bột nè. Nó đó. Chuyên gia đặt gắn hổ hành biết không biết á. Nó. Hử hử thủm thủm không? Cứt bột rồi. Mày hử hử tao nói rồi, tao còn nói con gì á. Ừ, con gì hử hử á. Ủa hết hả? Hết đường này hả? Chắc cứt đó là 90% là hổ hành các bạn. Mà sao mà bóp nãy nó cũng hơi cứng cứng. Biết phải cứt hổ hành hay không? Mình cũng không biết rõ. Cái cứt hổ hành thì nó đâu cứng tới mức độ đó. Thì mình hạ xuống đi, còn 70% đi. Trời trời nằm lót kìa. Bẫy đi đâu? Đi hút luôn, đi hút luôn. Thấy chuột bự rồi không muốn bắt. Trời ơi, chuột bự nè. Chuột bự cái nổ liền ta. Thấy chuột bự không muốn bắt á. Chuột bít lọc luôn ha. Ừ, cả đi. Ngon, ngon. Không, cái này thì làm được. Trời. Bây giờ không có nó. Có một con cái là vui vui sướng sướng. Chung... Mấy cú cuối nè. Ừ. Nè, đá buốt bù giờ đâu. Đá buốt bù giờ đâu, ăn không hồi hộp chứ. Ừ, cái đá xăm xăm đâu được. Ừ. Đặt đây mọi người. Em thấy không? Hình như trước em có một cái con cái đây, không biết có dính không bạn, để mình khám phá nha. Một khi mà mình ngồi có tiếng nhạc bật lên á là mình nói chuyện hơi nhiều và nó nhưng mà nó lắp tiếng nhạc thì nó mới đỡ cái bản quyền không. Cho nó chết rồi, biết cái này sao chết luôn. Nhạt nhọa. Vậy hả? Hai cái bò này không à, hai bên này có bẫy hả? Em hình như hết bẫy luôn anh ơi, thăm hai cái kìa không dính là hết bẫy rồi. Cái khúc này không có thấy bẫy nè. Hết rồi đó, em mới thăm hai cái chết rồi đó. Vậy là hết luôn hả? Hả? Không đặt. Cho nên thấy cờ mới thấy cái cờ cộng mà rồi biết chỗ đó có bẫy, mình thấy không thấy cờ. Thì nói về nhạc bản quyền thì nó khoảng cỡ 15 giây. Là lúc đó là khoảng là người ta sẽ đánh bản quyền bạn được nha bạn. Lỡ má. Trong xóm ta có cái người người ta đang hát nhạc con dỗ huỳnh huỳnh tức ngực luôn. À, thấy cây cờ nữa nè. Ở đó anh có cây cờ có lụm rồi hả? Lụm thì anh hốt đi. Cái này chết rồi bạn ơi. Sao mình thấy chết quá ta? Đâu? Đâu bự không? Ý, cái chuột cũng được. Cũng được rồi. 3 rưỡi. 3 rưỡi. 3 rưỡi là được rồi trời ơi. Rồi hỏi gì? Ở nhà chục, làm có 3 rưỡi. Ừ, chục con 35.000 rồi. Ừ. Nói chơi với bạn ký 70 nha bạn. 75.000 chứ. 75.000 một ký. Thì con hồi nãy đó con hồi nãy là khoảng cỡ chục con á bạn vô ký. Con nãy có chục con á, còn thì đó mà khoảng hơn 10 con á, có 10 con có hơn mới đừng ký, còn bự bự thì khoảng 6 con, 5 con. Ký chưa đừng ký chưa được à. Gì cũng ký, 2 ký khỏe, có 2 ký. Nó mẹ đi trời ơi, nó ký nhiều. 2 ký các bạn, có 2 ký chuột á. Có 2 ký có, 2 ký tính chuột nhỏ luôn mọi người, mà chuột nhỏ thì người ta không có mua. Chuột nhỏ trong đây khoảng cỡ 5 con chuột nhỏ. Đây. Hốt không? Không biết bẫy nằm đâu hốt gì. Trời ơi, còn nguyên cái luồng nó bán không nụ ơi. Trời ơi. Ừ, đặt hai cái sắt bên luôn. Ừ, quay cái đâu rồi? Nè, em thấy rồi nè. Còn nguyên nữa hả? Sập rồi. Sập nó còn nguyên nữa quá. Sập rồi. Trời ơi, con chuột hết biết bự luôn. Trời ơi, đau lòng thì chứ. Dở con chuột không cảm giác luôn. 25 con 1 ký. 2.000. Cứ 2.000 tới à. Bây giờ nó bắt lai ra là cũng bộn mà, tết bắt luôn á. Có nghĩa là mấy em gà là không có bèo chuột với gắn, không có ói là đó phải không? À, cũng không có ói chút đỉnh. Không có ói dư ra đó hả? Còn có ở nhà cũng lâu gần cả 100 con. Vậy hả? Ừ. Chắc ở 50-60 con thì nó nằm ngủ. Vậy hả? Anh em đặt cái gắn ở chỗ mình rất là đông các bạn. Mình là 1 nè. Anh Giá lúc trước chạy xe vô lãi đó là 2 nè. Anh Tư là 3 nè. Thằng Nhí nè, là 4 nè. Thằng Vũ nè, mà là Vũ Vlog đó là 5 nè. Rồi Thọ là 6 nè. Rồi Tấn mà chạy vô lại mà chạy má phóng bằng nước đó là 7 nè. Rồi Thảo nè, 8 nè. Rồi đối diện nhà Thảo, đối diện nhà Tấn có một cái người nữa. Thằng Dũng là 9 đi. Rồi cái thằng Nhí mà nó đi chung với mình, thằng Nhí mà nó đi chung 7 gắn với mình đó. Nhí mình nó mới ra nghề các bạn, là 10 nè. Là khu vực anh em của mình là có 10 người là đặt lấy gắn nha. Rồi một số người ta ra nghề 2-30 cá là không tính đó. Bởi vì khu vực uống cà phê, bằng đi uống cà phê là 6-7 anh em uống cà phê một bàn. Vui lắm. Thì nếu mà chịu khó mà hú alo một cái là nguyên cả một đám là uống cà phê từ bàn gì gắn rít chuột bọng rồi đó, là một bàn luôn, làm hai cái bàn đâu lại thôi. Nói chung là vui đó bạn ơi, bởi vì anh em khu vực mình đặt với rất là nhiều. Đông vui hao lắm bạn ơi. Đông vui, đông vui nhưng mà hao quá. Hao. Cấp này anh Tư anh cũng đi Vũ á, cũng đi theo ảnh hoài. Ảnh đi theo Vũ đi theo ảnh nè. Vũ mà nó kinh nó kêu bằng sư phụ đó bà. Rồi Nhí nó cũng quay anh Tư nữa nè, Nhí nó cũng kêu sư phụ. Tính ra ông này nhiều đệ tử lắm bạn ơi. Nhiều đệ tử. Trên kênh mà quay lên là ảnh làm diễn viên á, cho hình như 3-4 kênh. Trong đó kênh của mình là 1 nè. Kênh của Nhí Bể Cắn là 2. Kênh của Võ Vũ Vlog chuyên bắt ông gùi rồi đó. Hồi trước lúc mà chưa Vũ nó chưa có làm YouTube đó, thì nó cũng đi, mình cũng quay nó nhiều lần, quay về bắt ông người vẽ 1.500 rồi bị trừ nữa ha, bắt người vẽ với ông gùi. Thời gian sau em nó cũng mới làm YouTube mà nhưng mà kênh của em nó phát triển chứ lắm, nó làm hay hơn mình. Kênh nó phát triển và số lượng người coi cũng khá đông. Các bạn có quẩn thì các bạn vô kênh em mấy coi ủng hộ mấy nha. Vũ Võ Vlog, Võ Vũ à. Võ Vũ hay Vũ Võ? Võ Vũ Vlog. Ok. Này cái lính ruột của anh Tư nha, tối ngày sư phụ coi hai cái chiên Nhí Bể Cắn nữa. Mốt có sư phụ luôn. Mình mới gà mình đi với anh Hai Quy cũng nhiều. Rồi thời gian này anh Huy Quyên anh giải nghệ thì mình mới đi theo ảnh nè. Mình đi qua bên kia. Mình đi ở nhà là ở nhà thì mình đi theo ảnh quay. Với mấy ngày Vũ nó cũng không có quay với ảnh nè, mình cũng đi theo mình quay. Rồi hết rồi phải không? Hết rồi, mấy cái là xong đó. Lên xe là đi mấy cái đó là xong. Ừ. Trời 100 cái. 100 cái nó còn dính được như con đó trời. Má ơi, bữa nay thất chồng rồi mỗi ngày. Được 20 con không? Cũng cỡ đó hả? Trời ơi, chết luôn rồi đại ca ơi. Không đi ăn Tết trơn rồi. Đi ăn Tết. Với mấy bữa này hả? Ảnh nói chuột dính mới sắc chắc sáng nhiều. Sáng rồi. Chắc sáng. 2-3 đêm nay mình có quay với bạn. Dính chắc sáng nhiều. Sáng gấp đôi kìa. Thường là cử đầu hôm dính nhiều hơn bạn ơi. Nhiều. Sao mấy ảnh khô làm sao? Cái đồng này khô quá làm như là nó nhát đi hay sao? Có luôn con chuột chạy khủng khiếp, chạy luôn rồi nó đầu hôm nó không đi. Vậy hả? Nó trong lùm không à? Trong lùm. Nó kia tiếp tục. Lên luôn nó thật vậy. Rồi được khoảng cỡ 60 bự bạn ơi. Rồi mấy cái nữa là xong. Rồi bữa nay về là nó nhớ nói nha, bán vào bình rồi hết 5 kg nha. Bù tiền không được thôi nữa chết. Rồi mình có nhiêu cho nhiêu. Ok. Cái nổ tốn đồng bạc nè. Qua cái luồng mới bạn ơi, cái đầu tiên hốt liền. Đừng có ăn đầu bán trâu như cái luồng hồi nãy nó ngày, cái đầu tiên dính cái ngoài đấy có cái ỉa nè. Vô gần nhà bạn, chó sủa quá sủa. Nó hai cái thằng này không Tết nhất rồi. Mới vừa hết Tết nè. Phá bà. Đi đâu mà lang thang ngoài ruộng, chó nó hỏi gùm ben hết trơn kìa. Đâu vậy? Nó sủa vậy đó. Nó bắt chuột của nó. Ừ. Nó. Quá. Đi đâu vậy? Cái tiếp theo luôn mà. Rồi. Mình thấy cái bẹo rồi nè. Rồi dính nó nhỏ xíu nữa. Đúng gì? Chuột nhỏ nữa. Chuột nhỏ hả? Dạ. 2.000 nữa. 2.000 ngoài cũng 2.000 ok à. Hết trơn cái vỏ của ảnh hồi nãy hình như là có 6-7 con chuột bự rồi gì bạn ơi. Còn như chuột nhỏ không? Nhỏ với dừa khoảng cỡ 4-5 con nữa, còn như nhỏ. Chung khoảng ký chuột bự được bạn ơi, chuột thịt á. Chắc cỡ 1 kg với thêm 1 kg chuột nhỏ. Ok, nói chung là hết chân vỏ này bán cả đựng 100.000 bạn. Cỡ 100.000. Tại vì nhờ chuột có giá mới đựng 100.000 đó các bạn, chứ không thôi là phọc con vịt. Không có giá là 30 hả? Nhờ 1 kg 75.000 nên được cỡ 100.000 được. Thì cỡ giá đó đó bạn nên ổng mới sung mới đặt nè. Chứ thích nhất gì mà ở nhà chơi vậy. Vợ cản vợ ở nhà đồ cho ở nhà kêu ở nhà chơi cũng không 1-2 không. 20 ruộng. Số con trâu mà. Phải không? Anh em mình là số con trâu, năm nay con trâu luôn nè. Nên là năm sủ luôn, trúng bài luôn anh ha. Số như trâu. Đúng không? Sức cực. Vậy sao mà kêu ấy được. Sức cực. Hai cái kế bên dính con cũng được anh ơi. Dính con luôn. Đồng này gần nhà bạn, gần sát nhà nè. Ảnh chiều ảnh cũng không dám quánh máy. Cũng nói chung là ảnh có một việc á, ảnh quánh gần nhà. Chứ quánh phải xuống Long Phú á, xuống đi chắc Long Phú mà lúc mà lắm. Hai vợ chồng ổng có clip mình đặt cái tựa clip là ginh về luôn đó bạn. Giờ cái clip đó là ở hơi xa. Từ để xuống đó khoảng 20 cây, mười mấy 20 cây. Tới chỗ đặt á. Qua nhà anh Xui nó đẩy cho hai lon nằm luôn. Trời ơi, mạnh dữ vậy đó hả? Mạnh lắm, hai lon á. Anh không có tới hai lon. Ừ. Trời ơi, mạnh hơn em rồi. Em có nửa lon em lên võng lông giỡn rồi. Hai lon con đưa về luôn. Trời ơi, ngon, anh có lý rồi. Mới là mạnh ghê không? Em gắng cố gắng em luyện bằng anh coi. Hai lon phải không? Hai lon. Em hẹn với anh là 3 năm nữa em sẽ quất anh á. Hai lon phải không? 3 năm nữa tao uống nửa lon nè. Hả? Vậy hả? Ôi vậy khỏi cần luyện. Cái lúc đó đâu uống nổi đâu. Anh hai bữa anh nửa lon vậy đây, cái chạng em bây giờ rồi. Mình cái gì cũng được mọi người, chỉ có rượu là thua. Nói các bạn cười chết. Vì rượu mình không mấy hảo không các bạn. Vô không? Mình uống rượu bạn cái máu mình nó đỏ dữ lắm, đỏ. Cái máu dê, người ta nói máu dê gì đó. Rồi hồi nãy vậy cái này là cái thứ 5 hay là cái thứ 6 vậy nè. Bị ủi vậy nè. Ủi với ủi lật ngược lại với ủi sập á. Cái luồng này mà sao hình như ủi lật ngược lại cũng nhiều, với ủi sập cũng nhiều nên không số cái gì mà. Mình cái máu dê, máu giờ gì đó nên máu đỏ đó, chứ mình uống vô cái tim mình nó đập mạnh hơn cực kỳ so với bình thường. Bình thường nó đập 1 ha, tim vẫn đập bình thường, rồi mình uống vô cái nó giống như nhồi máu cơ tim thôi, đập cái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn. Mình đã từng khám bác sĩ thì bác sĩ nó nói giống cái triệu chứng của nhồi máu cơ tim mà không thấy. Con chuột bự này ơi chết rồi, cái luôn này chết rồi. Cắt lúa có từng lễ quay là đặt ông nội thấy không? Cái tình trạng mà cắt lúa ở từng lễ là chuột nhỏ không, chuột bự nó đi ăn đám hết trơn, nó đi tản cư các bạn, nó bị động nè. Đâu đó một cái ở đâu rồi em chưa thấy, để em kiếm này. Kiếm lại đi. Cái này phải không? Đây trời ơi ngon anh ơi, ngon chứ gì nữa hả gì? Dạ nữa rồi. Ngon cơm, ngon cơm. Trời ơi chứ đó không vậy hả? Ừ. Ngon vậy ha. Ngon. Thứ này em còn hưởng sấy được, chứ bự bự anh bán hết trơn đâu có tới em. Đừng thôi, vợ đủ luôn. Ông đặt cái gì mà tệ, càng ngạc mà tệ. Không thấy con chuột bự cho ta hết trơn, vợ đủ luôn. Em nói rồi, nói đi bán cho người ta đi. Để về nổi với bà tôi đặt ruột có khi nào mà dưới 10 kg đêm. Đó, bữa nay phọc con vịt nè. Chết được không? Đừng có nói là giờ sáng ngày mai hốt 8 kg nha. Ừ. Hên xui mọi người. Hên xui của tụi mày. Mọi thứ nó hốt 10 kg luôn á. Mà hơn 10 kg luôn, bù cho bữa nay phải không? Ừ. Bù cho tới đêm nay. Rồi, anh hình như anh chia sẻ hết cái bờ này là hết 7 luôn bạn ơi. Phải không anh? Bờ này còn qua đó mấy cái nữa. Qua đó mấy cái nữa hả? Cái nữa. À, thấy kè bẹo nữa. Có mấy cái hả? Mấy cái này đến giờ 5 con rồi. Ừ. Tí. Trời ơi trời. Chết quớt nè. Cái này là thả đi. Thả. Rồi, đi qua bên kia rồi. Anh lội muốn sạc tháng thì chứ không phải chơi đâu. Rồi bốn con này lụm con không có biết sợ có đây một con du mình tính cá cho ảnh rồi. Bốn cái này có một con mới sợ có thiệt. Chúc mừng nha. Trời ơi là con chuột tí xíu. Ủa là, anh làm sao biết nó chín đầu hôm đóng gác nè. Nói không ha. Chín lâu quá nó nhão, nó không chịu làm đó. Nói không, nó không biết chuyện gì làm. Nó nha thay với một đống gác luôn bạn ơi. Hên xui mỗi cửa bạn ơi, bỏ trúng bữa thắt biết nói sao giờ. Hên xui có chuột là được rồi, có chuột là quẩy về là được rồi, chứ không quẩy về chuột về cái bà nói mà nãy giờ mày đi với nhà nhỏ nào rồi. Đó khó ăn khó nói, cái chuột đó thì cũng vụ đó khó nói đó nha bạn. Cái đó là giải thích mệt lắm luôn á. Chứ quớt luôn thấy chưa? Không, cái đó mình thả đi dính này nè. Hồi nãy giờ dính cả khoảng 1/4 số lượng 7 nha bạn. Chuột bự quá mình không thấy. Nói chung là cỡ phần nửa 7 à, cái số lượng 7 chắc không tới phần nửa 7 đâu mà 1/3 là chắc ăn. Tại vì 100 cho một không dính. Thôi lỡ không dính nãy giờ quen ông ơi, cái cảm giác này tôi quen rồi. Số lượng chuột này đó đi qua đó. Một nồi luôn thấy chưa? Một nồi mà tí không. Nó để tới chừng nào nó mới ra, nó để chừng nào đừng ăn bình đừng quay video thì nó mới ra. Chứ cái số lượng chuột này nó dính trong đây là khoảng 30 cái rồi, 30 con rồi, với một số 7 sập mà không dính đó bạn, thì nói chung là dính khoảng cỡ 40 cái bẫy á, có 40 cái mà 40 cái thì một con là bự mày. Này, vô con. Cái này nó cuối rồi. Cuối, con này cũng trọng mà vừa chứ không có bự. Mày cứu hồi mà thương bự mấy con kia. Ừ. Cái này là cả 8 con vô ký nha mà. Chuột cả 8 con. Chạy cũng tung tăng chứ bộ chơi đâu à. Hoài. Tao giỡn nó coi coi nhiêu vậy. Vậy luôn. Không có ký lô gì chứ không chụi. Cái 2 kg ngoài vậy. Chạy nhoi cái chân nè mà không được nhiêu chuột. Không phê á. Không phê. Không phê. Không có tiền. Lý do là chuột này nó cũng nhỏ. Chuột này nhỏ, nhiều con mà không có giá trị. Không có giá trị. Không giá trị dự định. Ok, còn cái nó là hết phải không anh? Nè. Còn cái nó hết mọi người. Còn cái nữa anh em mình cũng tạm biệt các bạn luôn nha. Rồi, chịu khó đi săn đêm chút xíu, cũng có clip để gửi giao lưu với cả nhà. Các bạn có cái gì thì bạn góp ý cái mình nhờ cho mình nha. Ừ, không chứ. Ừ. Khỏi hên. Vậy chứ có nó đâu mà bỏ vô. Rồi chịt cái đèn qua một bên. Để chào cả nhà rồi mình đi về. Tạm biệt các bạn nha. Bữa nay là quê rồi. Quê rồi. Rồi mình cũng tạm biệt các bạn nha bạn ơi. Thì phải gì chứ 99 hoài sao phải lâu lâu có chín bù nó dụ người ta chứ. Rồi 107 bạn ơi, khoảng chín cỡ 30 con trong đó nha bạn. Lớn nhỏ cả 30 con có hơn chứ chút trên đỉnh thôi. Với một số bẫy bị sập như mình mới nói đó. Nó tóm lại là bữa nay là thất bại bạn ơi. Chuột nhỏ không có chuột bự nên cho ngày mai không biết có đủ chuột để giao cho người ta nữa. Hên xui ngày mai sáng còn cỡ sáng ha. Rồi ok nha. Bye bye. Bye bye.